Hiện nay, Abbott Laboratories là tập đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực dược phẩm và chăm sóc sức khỏe. Với mục tiêu đem thành tựu khoa học để phục vụ con người, Abbott Laboratories đã đầu tư rất lớn vào sự phát triển để cho ra những phát minh khoa học trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, từ các sản phẩm dinh dưỡng tin cậy đến những công nghệ y học dẫn đầu. Với hơn 125 năm lịch sử, Abbott đang hoạt động tại 150 quốc gia với trên 7.000 nhà khoa học và hơn 70.000 nhân viên trên toàn thế giới, với mức đầu tư 4,5 tỷ đô la mỗi năm cho hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển sản phẩm. Mỗi sản phẩm ra đời từ Abbott đều phải trải qua hàng trăm thí nghiệm nghiêm ngặt để đảm bảo sản phẩm đạt độ tin cậy và cấp độ an toàn cao nhất đối với sức khỏe con người. Và hôm nay, Abbott Việt Nam hân hạnh giới thiệu sản phẩm mới Ensugol Acti Minh Mẫn, thế hệ mới nhất của Ensugol 1, được thiết kế một cách khoa học với các đặc điểm ưu việt, nguồn dinh dưỡng đầy đủ và cân đối với 28 vitamin và khoáng chất thiết yếu, giúp duy trì và tăng cường sức khỏe, giàu Mufa Kufa, tốt cho hệ tim mạch, hệ prebiotic kép FOS Inulin, giúp tăng cường miễn dịch và hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Sản phẩm mới Ensugol Acti Minh Mẫn được bổ sung thành phần dưỡng chất mới Acti SPS Phosphatidylserine, hỗ trợ hoạt động não bộ và giúp trí tuệ minh mẫn. SPS được phát hiện bởi nhà khoa học Jody Fulch từ thập niên 1940. Acti SPS góp phần quan trọng trong cấu trúc và chức năng của các tế bào thần kinh, kết nối dẫn truyền thần kinh của các chất chuyên biệt, truyền tín hiệu thần kinh. Với trên hơn 30 nghiên cứu lâm sàng, Acti SPS đã được chứng minh là hiệu quả trong việc giúp cải thiện trí nhớ và nhận thức, làm chậm ảnh hưởng của quá trình lão hóa lên bộ nhớ, giảm stress và cải thiện chất lượng tổng thể cuộc sống. Ensugol Acti Minh Mẫn, thế hệ mới nhất của Ensugol 1 với các đặc điểm ưu việt. Công thức dinh dưỡng đầy đủ và cân đối, giúp thay thế hoàn toàn bữa ăn hoặc để bổ sung dinh dưỡng, giúp duy trì và tăng cường sức khỏe. Đầy đủ 28 vitamin và khoáng chất thiết yếu. Hệ prebiotic kép gồm FOS và Inulin, giúp hỗ trợ hệ tiêu hóa và hệ miễn dịch hoạt động tốt. Các axit béo thiết yếu Omega 3S, giúp trái tim khỏe mạnh, ít axit béo no và cholesterol, rất thích hợp cho chế độ ăn lành mạnh. Hỗ trợ não bộ khỏe mạnh với thành phần dưỡng chất đặc biệt Acti SPS, tốt cho cấu trúc và chức năng thần kinh, hỗ trợ hoạt động não bộ và giúp trí tuệ minh mẫn. Colin cùng các axit béo không no đơn chức và phospholipid, tốt cho não bộ. Ensugol Acti Minh Mẫn thích hợp cho người bị suy giảm trí nhớ, cần cải thiện và tăng cường trí nhớ. Người cần có một trí tuệ minh mẫn sáng suốt, người làm việc nhiều cần năng lượng cao, người lớn tuổi có vấn đề mất cân bằng dinh dưỡng, vấn đề tim mạch, người có chế độ ăn uống kém, có nguy cơ suy dinh dưỡng hoặc bị sụt cân không kiểm soát, người cần một chế độ dinh dưỡng dễ tiêu thụ, người cần phục hồi nhanh sau bệnh hoặc sau phẫu thuật. Sử dụng 2 ly mỗi ngày thường xuyên và lâu dài để có hiệu quả tốt nhất. Ensugol Acti Minh Mẫn, nguồn dinh dưỡng thiết yếu giúp tăng cường sức khỏe và giúp trí tuệ minh mẫn.